Hello, 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 xin chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. À, hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau à, nói về cái sự kiện mới ra. Thì à, trước khi nói về cái sự kiện mới ra thì các bạn thấy là đây là một cái nick, gọi là nick uh, tục 3 level ở server s 3 nhé. Nick này thì mình từng đã lên, uh, lên clip một lần rồi. Đây, nick này đang ở tục 3 level nhé. Và hàng kỹ năng là tục 4 thì đây được gọi là một nick tốt rồi và chúng ta thấy được trên màn hình là nick bạn này để co cực kỳ đẹp các bạn nhé đấy bạn này đã chế tạo khá là nhiều đấy bạn này chế tạo khá là nhiều con cừu các bạn nhỉ bạch dương mềm mại quá <laughs> à, bạn này chế tạo tận 6 bé các bạn sáu bé bạch dương và bạn này thiết kế cái vị trí nấu ăn ở vào góc 12 giờ rồi các bạn cho nó tiện đấy thì mình thấy sắp xếp như thế này quá tuyệt vời rồi. đây các bạn thấy này khi mà các bạn có thể chế tạo được nhiều thì thứ nhất là <laughs> làm riêng một cái bộ bàn ghế cho đôi tình nhân luôn. À, mình mình thấy ở trên cộng đồng ấy một số bạn uh, hiện tại đang đang uh, thiết kế mấy cái bàn thờ các bạn ạ. <laughs> các bạn để thiết kế một số cái bàn thờ để uh, tăng cái tỷ lệ gacha cha ra các bạn ạ. thì đó cũng là một cái góc nhìn khá là hay được cái thì cái trò chơi này nó thiết kế theo cái hình ô vuông ấy nên sau này các bạn hầu như các bạn có thể để co được tất cả các mọi kiểu nếu mà các bạn muốn chế tạo các bạn nhé đấy nói chung là có rất nhiều kiểu để cho chúng ta có thể thiết kế được nếu mà các bạn muốn thay đổi bởi vì mỗi cái là một cái pixel mà sau này các bạn mà thích mà có thể in theo kiểu hình pixel hình mặt người rồi hình chữ hình chữ Việt Nam hoặc là các bạn làm hình gì cũng được bởi vì bản chất là nó là pixel, tầng ô pixel nên các bạn thích thiết kế sao nó cũng ra. Thì uh, mặt này hiện tại đang ở level 62 với số điểm kỹ năng là gần 185. 185k các bạn. 185k điểm kỹ năng và đang ở vương biện rồi các bạn nhé. Đúng không nhỉ? Cấp sao này là đồng 3 rồi. Cấp sao đồng 3 rồi. Cấp sao đồng 3 với cái điểm kỹ năng này thì mình nghĩ là... Các bạn đã có cái vương miện nhiệm nhận những nhiệm vụ cao nhất là vương miện 4 đây. Đấy, nhiệm vụ cao nhất viên 14 là bạn này đang uh, cố gắng farm để làm cái uh, vương miện ba Bình thường thì uh, bây giờ chúng ta sẽ mắc kẹt một số cái vấn đề, ví dụ như uh, các bạn vương miện 1 thì các bạn giỏi lắm thì các bạn làm nhiệm vụ uh, 6 kim cương chẳng hạn. nghĩa là với cái độ khó cao nhất thì chúng ta thường từ đi một Đấy, ví dụ như đây, đây thì đồ khó cao nhất đang là bốn vương miện thì chúng ta sẽ trừ đi một thì chúng ta sẽ nhận nhiệm vụ ba vương miện bởi vì với cái tỷ lệ vừa như thế này thì chúng ta sập farm khá là dễ các bạn nhé đấy thì theo như mình cảm nhận thì một cái nick như thế này một ngày có thể kiếm được khoảng 4 triệu vàng đấy các bạn nhé những cái nick kiểu này một ngày kiếm được 4 đến 5 triệu vàng đấy nick của mình mà bây giờ cũng đang kiếm được hai triệu rưỡi rồi thì một nick tốt như thế này cũng phải kiếm được 4 triệu vàng nhưng mà chúng ta đã thấy rất rất là đẹp các bạn nhỉ mấy bạn này bây giờ có rất nhiều hướng thiết kế đề co này cũng có tỷ lệ đối xứng rất là tốt nữa các bạn đấy khu vui chơi này mình thật sự là mình cực kỳ tiếc cái bộ Hello Kitty ngày xưa à không phải cái gì nhỉ cái cái con rồng ấy đây mình rất rất tiếc là được đó mình không lấy con rồng thật lấy con rồng rồi các bạn nhân bản con rồng lên thật là nhiều mình thử uh, chế tạo một tí nào đời xíu nhá mình uh, mình lâu rồi mình mới vào cái nick này uh, xây dựng này không nó ở quản lý này bộ sưu tập này uh, báo vật đúng không nhỉ? báo vật này. thấy một số bạn bảo bây giờ nó thay đổi rồi không, không cho chúng ta chế nữa ừ quảng cáo sóng động à, khuyên không cho chúng ta quay nữa các bạn ạ Ngày xưa là mình nhớ là các bạn vào đây kiệt tác cô điển rồi chúng ta tìm là thấy mà để chúng ta chế mà à, để chúng ta quay thì không biết là để cho chúng ta quay báu vật đấy thì không biết bây giờ có còn được quay nữa không các bạn này bây giờ các bạn có thể chế tạo được rất nhiều rồng này nếu muốn chế tạo này rồng thì ở qua hạn giờ Ủa thế là từ cái bản cập nhật là nó fit ở các bạn ạ cay thế nhở à? Bạn nào biết thì có thể confirm cho mình ở phần bình luận với Về phần báu vật đấy Ngày xưa chúng ta sẽ đi theo kiểu là báu vật này Kiệt tác cổ điện này Và chúng ta đến cái uh, giá đô rút kỳ rượu vang Để chúng ta vào phần uh, quay báu vật Nhưng bây giờ thì đi đường tắt là đi được kiểu gì các bạn Có hàn giờ thành tựu Thôi toang rồi các bạn ơi Toang rồi bây giờ bị fit rồi các bạn ạ toàn rồi, bây giờ bạn nào biết đi. Đông, đây là rút thưởng vui thì không nói lắm gì. toàn rồi các bạn. <laughs> Toang rồi bị fit rồi. Thôi kệ đi. Ok, chúng ta sẽ quay lại cái sự kiện đợt này. Sự kiện đợt này thì mình thấy cũng khá là ổn. Sự kiện đợt này thì nó sẽ mang tính chất là trang bị sự kiện thẻ bài đúng không? Thẻ bài ký ức. Thì sự kiện này diễn ra trong vòng từ ngày mùng 5 tháng 6. Ngày 6 tháng 5 cho đến ngày 13 tháng 5 là diễn ra trong vòng 7 ngày các bạn nhé. Diễn ra trong vòng 7 ngày và kết thúc vào lúc 5 giờ sáng của ngày 13 tháng 5. Và sự kiện này thì bản chất của nó là lật thẻ thôi các bạn nhé. Đấy lật thẻ và có rất là nhiều tầng. Hiện tại tối đa là có 115 tầng. Và cái điều đặc biệt của sự kiện này thì chúng ta sẽ để ý đến vấn đề trang bị nhé. Trang bị vàng. Đầu tiên là chúng ta nếu mà các bạn mà cái chay thì hiện tại là đang đến ở tầng thứ 5. Cái chay giỏi lắm thì có thể là lên đến tầng 10 hoặc là tầng 15. Tùy vào nhân phẩm nhé. Nếu mà các bạn nào làm một chút thì sẽ đến được tầng 15 thì các bạn gắng ăn cái cái gói tầng 15 thì nó khá là ngon. Đấy, nói chung là mình nghĩ mà nếu mà các bạn cái chay hiện tại là đang ngày thứ ba mà được như thế này rồi. Thì có thể là các bạn sẽ đi qua được tầng 11. Nếu mà các bạn nông dân cày chay mà tầng 11 các bạn lên được tầng 11 thì các bạn có thể chọn cái mảnh nhân viên vàng thì có thể các bạn được nhận free một nhân viên vàng chẳng hạn. Nhưng mình thấy cái sự kiện này đối với cày chay chúng ta thì cũng ngon rồi. Nhưng không có gì chế có không có gì để chê bởi vì thứ nhất là đã cho chúng ta tận ba cái trang bị tím. Đối với những người mà không nạp nông dân cày chay thì ba món trang bị tím cực kỳ hiệu quả để cho các bạn tăng cái điểm kỹ năng của nhân viên. Đấy, bởi vì việc bây giờ là chỉ có tăng kỹ năng nhân viên càng kỹ năng nhân viên càng cao thì thứ nhất là các bạn mở được cái uh, ranh của mình các bạn sẽ mở được uh, cái ranh của mình ở đây bởi vì cái đánh giá tiệm nó cực kỳ cao các bạn nhé cái đánh cái đánh giá tiệm này nó ảnh hưởng rất nhiều yếu tố thứ nhất là uh, nó nó tăng cái điểm nhiệt tình này tăng giới hạn nhân viên tăng rất là nhiều thứ tăng cả vàng nữa cho các bạn bởi vì khi mà nhân viên vào càng nhiều, khách hàng vào càng nhiều cửa hàng của mình thì chúng ta sẽ thu lựa, thu lại được cái số tiền càng lớn các bạn nhé. Vì thế mình vẫn luôn muốn các bạn là ở uh, tăng cái điểm kỹ năng nhân viên đi. Đấy, với cái điểm kỹ năng nhân viên của các bạn thì sẽ rất là tốt. Uh, bạn này thôi, kể, cho chủ nick đi. Chủ nick đang farm thì mình farm hộ cho chủ nick luôn. ở uh, bạn này đang hình như đang ở Quy tốp 1 các bạn nhá Đây là quy tố 1 của server đấy Server S3 Quy uh, gì cũng được Quy này khá là mạnh các bạn nhé Nếu mà các bạn vào quy tố Thì cái, cái lượng kim cương các bạn kiếm sẽ nhiều hơn quy bình thường nhé các bạn Bởi vì cái lượng lì xì cực kỳ nhiều luôn Toàn người giàu uh, vào chung một chỗ thì lì xì khi nào cũng nhiều hết uh, Chúng ta sẽ quay lại cái sự kiện tiếp đi ở ờ, sự kiện này thì mình thấy là mọi người có thể mua nhé Mua mấy cái gói này cũng khá là ngon Thứ nhất là mấy cái gói này cho các bạn Cho cho bạn cái này này Đấy Cho các bạn cái này thứ nhất là Các bạn có thể chọn uh, UT bồi dưỡng Hoặc là các bạn chọn phiếu thưởng Phiếu nhân thưởng trạm bài biển Nói chung là có hai vấn đề nha Nếu mà các bạn muốn lên level thì các bạn chọn UT bồi dưỡng Còn mà các bạn muốn lên cái điểm kỹ năng nhân viên ấy thì các bạn cũng có thể lấy cái này, ấy trạm bài biển bãi biển về cũng được nha các bạn Đây, oh, mình check cho các bạn luôn. Nick này là nó mua vĩnh viễn rồi ta? Mua vĩnh viễn khá là ngon nhỉ. Mình thì chưa mua vĩnh viễn, mình mới mua theo ngày để test cho các bạn xem. Nick này còn bao nhiêu mầm nữa biết Chủ Nick thì cũng có hay nạp mầm cho mình các bạn nhé Các bạn muốn mà nạp mầm thì có phải ủng hộ mình Nick còn 4 thăm hoặc mầm nữa Mầm thì mình cũng bên mình uh, Mầm bên mình thì các bạn yên tâm Thẻ dinh mà không thể refund được đâu Đấy không thể lừa lọc gì được đâu Nên các bạn yên tâm nhé Các bạn muốn liên hệ mình thì có thể liên hệ Facebook Phần mô tả nha các bạn Thôi mình sẽ quay lại Cái sự kiện này cái sự kiện này thứ nhất là vấn đề điểm danh Điểm danh trong vòng 7 ngày à, Cho chúng ta một cái bình xịt Rất là ngon Đối với các bạn nông dân cải chay thì có bình xịt là cực kỳ tuyệt vời luôn Còn các tốp thì có bình xịt cũng bình thường thôi Các tốp thì thường mọi người kiếm khá là dễ Nếu mà bình xịt này không biết mai sau có xịt được trang bị vàng không Tí nữa mình sẽ demo cho các bạn xem trang bị vàng một chút Cái này mình lấy ảnh ở trên cộng đồng thôi Mình thấy cộng đồng đợt này phát triển khá là mạnh Mọi người chat đăng bài khá là thường xuyên má nó cứ hay đẩy sang đấy nhỉ đợt này mình thấy nó hơi giật lá một chút nha các bạn đấy các bạn thấy giật lá cực kỳ à, nick này đã đi đến tầng thứ 20 rồi các bạn nhé và đã có mảnh rồi sắp tới thì nick sẽ đi gắng lên tầng 45 bình thường thì 40 mảnh các bạn mới ghép được nhé các bạn 40 mảnh là mình tính nhá. À, tầng 20 này, 5 mảnh này. Đấy, lên tầng uh, 26 đến 30 là các bạn 5 mảnh là 10 mảnh này. Đấy, tầng 35. Nói chung là ít nhất các bạn phải lên tầng 41, 45 các bạn ạ. Hoặc qua tầng 45. Thì các bạn mới kiếm được một cái trang bị vàng tự chọn các bạn nhé. Được cái thì có cái hay là nó tự chọn. Tự chọn thì thường là chúng ta sẽ tự chọn cái khuôn inox hoặc là tự chọn những cái món đồ mà nó cho điểm khá là cao. Ví dụ như nhân viên chẳng hạn đi. Ôi, UT thành công rồi cái mẹ này. nhiều. Đây. Ví dụ như cái khuôn inox này nó cho chúng ta điểm kỹ năng tận 2006 các bạn nhé. Đấy mà nói cho các bạn biết thì khi mà các bạn mà nâng lên level 15 ấy thì các bạn có thể tăng sao được nha các bạn. Đấy tăng sao tăng bậc được để mua cho các bạn xem luôn đây ví dụ như thìa đàn này cũng vậy thường thì mọi người sẽ tập trung vào cái 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 trang bị đầu tiên nhé các bạn bởi vì cái trang bị đầu tiên nó khi nào cũng vậy đây khuôn đi nóc này đấy bàn này đi phun uh, bộ làm bánh nhá một bánh hai bánh bốn bánh đó các bạn <laughs> đi bánh khá là nhiều bánh thì có suli này mình cảm mình thấy các bạn chơi cũng tốn này nó kích theo vừa bánh vừa bồ hoạt bát này bạn này đã nâng lara lên rồi Thế là bạn này đang đi một combo là thứ nhất là combo bánh và hoạt bát nhé đấy bộ combo của bạn này là với chủ đạo là ani đấy từ ani này bạn này sẽ phối với những cái nhân viên à, thứ nhất là theo nghề là làm bánh thứ hai là theo hoạt bát nhé ví dụ như sự xuất hiện của lara này chẳng hạn thường thì nó sẽ tập tập trung vào năm nhân viên đấy sẽ tập trung vào năm nhân viên đầu để thứ nhất là chúng ta vác nhau đi bem nhau các bạn à, Sandy khá là ngon nhé mình thấy Sandy rất là tốt các bạn. Xài Sandy mình khá là thích. Bạn nào mà ví dụ mà, mấy bạn mà nông dân cải chay có thể lấy Sandy làm gốc rồi đi theo uh, nghề nghiệp của Sandy chẳng hạn. Đó là cũng là một cái góc nhìn Ô mình ủy ủy tác thành công luôn này. Mình mát tay đấy Spam tận uh, 6 lần mất <laughs> 6-7 lần mới lên được Mình mát tay cực kỳ luôn uh, Làm tí mấy cho Thôi cái này cái này để bỏ trống đi uh, Chúng ta lại còn nói tiếp về câu chuyện là Nên mua gói nào Mình thấy là các bạn nếu mà có điều kiện đấy, Thì sẽ mua gói uh, 20 mầm Và 40 mầm là uh, nó luôn luôn lãi đối với các bạn mà nông dân là một chút bởi vì thật ra riêng các bạn nhận hai cái rương Rương tự chọn này thì cũng đã ngon rồi Nó đã lãi rồi Ngày xưa ấy mình còn mua cả cái gói tuần này Thì mình lên level nữa này Nick của mình thì mình thích cái level mà Đây ngày xưa mình còn lê mua cả gói tuần này này Đấy để mình lên ủy thác bồi dưỡng này Nhưng bây giờ mình không mua nữa Được cái gói tuần này thì cho thêm cái phát tờ rơi Thì nó cũng đỡ đi một chút Với thứ hai nó cho lại một chút kim cương Thì nói chung cũng không quá mất mặt quá nhiều nhưng mình thấy cái gói đợt này khá là ngon, khá là xịn đấy các bạn nhé. Cái quà này thì mình thấy nó cũng reset nhé. Khi nó reset, khi nó không reset. Chị thật. Ờ, à, đâu rồi nhỉ? Điểm danh nhiệm vụ. Về vấn đề nhiệm vụ này thì các bạn chăm làm một chút các bạn nhé. Thường thì uh, nếu mà các bạn mà hay nhảy ghi giai đoạn này thì các bạn sẽ thọt một chút nhiệm vụ. Đấy. Còn đa số thì mọi người hiện tại sẽ làm đến nhiệm vụ như thế này. Và nhiệm vụ sẽ mở thêm nhiệm vụ vào ngày mùng 9 tháng 5, mùng 10 tháng 5 đến ngày 12 tháng 5 các bạn nhé. Đấy. Nói chung là làm nhiệm vụ thì các bạn cũng cài chay được thôi. Nhưng nếu mà các bạn mà có điều kiện mà nạp thêm một tí đi sẽ mở nhanh hơn. Ví dụ như đi hiện tại mình tính nhá, bây giờ kiếm một cái trang bị này thì ít nhất cũng phải mất từ 3 đến 3 đến 4 triệu một món trang bị vàng ấy các bạn ạ. Chát lắm không phải đùa đâu. Đấy, ít nhất cũng phải mua đều tất cả gói các bạn nhé. Thì lúc đó may ra thì mới mới chạy được. Nghĩa là mất khoảng 3 đến 3 đến 5 triệu cho một cái trang bị vàng. Đấy, cho các bạn biết như vậy. Nói chung là cũng người giàu ấy. Ê, các bạn này có một cái skin này. Đây, đây ghép cho các bạn này. Đây, trên màn hình của các bạn, đây là một cái trang bị trang bị nhé các bạn. Đây là một cái trang bị của thử làm bản một cái khuôn đồng thau màu vàng nhé các bạn. Đấy các bạn thấy cái điểm kỹ năng không? Nó lên tận 4 ngàn ba, nghĩa là nó nó khỏe hơn một cái đồ tím khoảng gấp đôi đấy, gần gấp đôi đấy các bạn. Bởi vì thật ra đây thì đang uh, level 20 nữa. Trang bị đang level 20. Lúc nãy chúng ta xem là trang bị level 15 thì thôi như mình tính là cho gấp gần gấp đôi đi các bạn nhé bởi vì thật ra tại sao mình lại nói gần gấp đôi bởi vì càng tăng cao ấy thì tăng lên vừa cao ấy thì cái khoảng cách trang bị nó càng uh, cách xa cái hình ảnh này thì mình đang lấy ở trên cộng đồng nhé thì sắp tới mà nick của bạn việt này uh, lấy về thì mình sẽ review chi tiết hơn cho các bạn nữa thường thì mọi người sẽ tập trung vào cái trang bị cái khuôn cool, chủ yếu là cái vũ khí nhiều cái này thì ở trong các game khác người, người ta sẽ gọi là cái vũ khí. Nhưng nhưng thật ra là cái trong đối với cái game này thì cái này sẽ gọi là cái nhân vật ờ à, cái cái trang cái gì nhỉ? Cái vật phẩm để chế tạo. À, chế tạo đồ ví dụ cái khuôn thì chế tạo bánh hoặc là ấm pha trà. Nói chung là mình thấy cũng cũng chưa thống nhất được cái này là thuộc vào cái vũ khí gì ờ à, cái trang bị loại gì các bạn nhé Thôi chúng ta cứ gọi là cái khuôn đi các bạn. OK, ở uh, video của mình đến đây chắc cũng uh, kết thúc rồi. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn những video clip tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.